lỗi anh nha, em tới trễ tại vì kẹt xe quá. Không sao, anh cũng không có chờ em lâu đâu, yên tâm. Với lại anh có chờ em cả đời cũng được mà. Cảm ơn anh. Anh ơi, nè, em uống nước đi, em uống nước đi. Em uống trà đá được. Không, không, sao uống trà đá được. Em là phải uống nước cam đó. Uống nước cam cho có vitamin C cho nó đẹp da không. Mà anh kêu sẵn cho em nè, em uống đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh tốt với em quá à. Có gì đâu, mấy chuyện này nhỏ nhặt mà anh phải lo cho em chu đáo chứ. Nhưng mà có chuyện gì anh có thể lo cho em suốt cuộc đời được không? Dĩ nhiên rồi, anh thương em thì anh phải lo lắng cho em, anh phải bảo bọc cho em suốt cuộc đời chứ. Anh hứa mà. Anh hứa đó nha. Ừ rồi, ừ nè. Dạ, chào cô chú. Dạ, chào chú. Dạ, cô chú giúp chúng tôi tờ giấy số đi cô chú. Dạ, chú đi chỗ khác bán thì tụi con không có chơi giấy số được chú ơi. Dạ thưa, tại vì hồi sáng bây giờ đó tôi đi hoài mà mỗi chân quá bán không được cô chú ơi. Dạ. Cô chú thông cảm mua giùm tôi hai tờ mở hàng đi nha. Dạ không mua đâu chú, không mua đâu. Cô mua giúp giùm tôi đi cô. Dạ không mua mà chú không có mua giùm tôi tờ đi. Qua hàng khác chú ạ. Để em mua cho chú. Dạ cảm ơn cô mua giùm tôi tờ đi. Biết đâu là chiều nay là thần tài gõ cửa cái cô chú chúng đặc biệt làm sao. Dạ. Chú ơi. Dạ. Con lấy một tờ nha chú. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Cho con gửi chú. Dạ được chưa. Chú thôi. Chú khỏi thối con ạ. À. Con dạ, con thôi, gửi. Dạ thôi tôi thối cho cô chú. Dạ, con tờ. Dạ, thôi chú để dành ăn cơm đi chú nha. Cái ly nước cam của con này con chưa có uống, chú uống đi chú. Dạ được. Cái này là anh kia cho em uống mà. Không nè chú uống trà. Dạ thôi. Dạ nước cam thôi để cô uống đi chứ tôi không dám uống đâu. Em không có sao đâu mà con chưa đi khác được, không sao đâu chú uống đi chú. Không uống đi. Dạ cô tốt quá. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Trời đất ơi. Cái gì kỳ cục vậy? Nước cam đó là anh mua cho em uống mà tự nhiên là chưa em đưa cho ổng uống là sao? Tội nghiệp chú quá ha. Bán vé số vất vả dễ sợ luôn á anh. Không biết hoàn cảnh gia đình chú sao ha. Con cái chú có lo cho chú không anh hả? Ủa em sao vậy? Anh đang nói chuyện với em mà em làm gì em cứ nói chuyện với ông mấy số hoài vậy? Tội quá. Chú nó cũng bằng tuổi ba em á. Mà già rồi lớn tuổi mà còn vất vả như vậy nữa ha. Mà em ghê ấy, tự nhiên à. Mua giấy số giúp giùm là được rồi. Tự nhiên còn cho nước cam uống nữa là sao? Thì mình uống ly khác có sao đâu anh. Dạ cảm ơn cô. Ủa vụ gì nữa đây? Dạ mua giấy số rồi cũng mua rồi, bây giờ uống nước cam cũng uống rồi. Dạ tôi tới tôi trả lại cái ly. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Uống ly nước cam ngon quá cô. Dạ à. Làm, dạ. Làm ơn cầm cái ly này đi giùm tôi cái. Cầm đi tôi không có dám bóc vô. Cầm đi giùm tôi cái ly. Tại cái ly này của chủ quán tôi đâu có đem đi được. Dạ, cảm ơn cô. Không có sao đâu chú. Dạ, chú cứ đi bán đi nha. Chú giữ sức khỏe nha chú nha. Dạ. Cảm ơn cô tốt quá. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dạ, chào cô chú tôi đi. Dạ. Có bóc vô. Em không có biết mấy cái người này á. Là tao nói á, em giúp đỡ nè, được đằng chân là lân lên đằng đầu, hiểu không? Em thấy chú đâu có làm gì mình đâu mà. Tại sao anh nãy giờ em thấy anh rất là khó chịu với chú. Người ta có hoàn cảnh khó khăn, người ta cực khổ, người ta mới đi bán với số vậy. Thì mình không giúp được người ta nhiều thì mình giúp người ta ít vậy thôi. Phải, em hiểu sai anh rồi. Ở đây là anh đang lo cho em, hiểu không? Mấy cái người mà ta đi bán với số vậy nè, người ta đi suốt ngày ngoài đường. Rồi nhiều khi rồi vi khuẩn, vi trùng rồi nó bám vô. Rồi người ta bóc vô rồi em bóc vô đây rồi em về em bị nhiễm bệnh. Anh đang lo cho em chứ không phải là anh có cái ý là khi dễ người nghèo hay là. Nhưng khi... mà em không đồng ý gì với cách hành xử của anh như vậy. Thôi được rồi, em nói thì anh hiểu rồi, với lại anh cũng hơi nóng tính chút xíu, là tất cả là vì anh lo cho em thôi. Thôi cho em cho anh xin lỗi.